Đôi lúc ở cái cuộc đời này, khi mà bạn muốn làm một việc gì đó, mọi người đều bảo bạn không nên, và cửa nhà với ước mơ hay suy nghĩ của bạn. Vậy thì bạn cứ tiếp tục làm việc của bạn đi, còn tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của riêng tôi. Ở bên Mỹ á, nó có chòi nè, nó mua nguyên cái con bự là bự luôn, xong rồi chiêu chứ. Là chúng ta là một bơi hoặc là cái hồ cái lách nào đó nha, còn mình là mình chơi sông Sài Gòn. Con kỳ lân nè. Kỳ lân đúng không? Này hai thằng ngồi được bóng chưa? Không chiều đúng không? Đúng chứ. Chắc nha. Cho muối đầu bơm luôn. Chìm mà chết xong quay lại. Cô chú thấy con nhìn TV á. À thế hả? Dạ. Chú đậu xe con đây được không chú? Dạ. Xe không có ổ khóa. Đẹp chú? Dễ thương không chú? Để nói tiếng Anh nha, tiếng Anh nha. Okay. Okay. Hello, we are recording. Giờ tụi tôi bị đuổi đó. Giờ tụi tôi phải ra chỗ sông Sài Gòn nãy tụi tôi thả. Đặt tên con kỳ lân là Kenny. Kenny nha. Rồi. Dạ có buồn á nha, đừng có giỡn chơi nha. Quá. Có cái gì? Bơi vô rồi, để nó bơi ra. Dướng đầu con kỳ lưng. Dướng đầu con kỳ lưng. Kenny ơi, Kenny. Vô Kenny. Cái này coi. Dạ. Dạ. Phải làm gì? Rồi bạn. Mẹ mày. Cái này nó đây rất là vui nha. Không biết có ai làm điều này chưa? Có ai làm cái này chưa vậy? Chưa rồi. Nó khủng rồi. Đúng không? Mặc dù người ta chửi mình, tụi mình vẫn làm thấy không? Tại vì cái ý kiến người ta không bao giờ bằng mặt người tin của mình nữa. Có lùng nữa. Mày muốn làm gì? Các bạn cứ làm đúng á, nãy lông hình tính xuống rồi. Cái lồng giờ kêu đứng xuống. Đụng nó đến đây rồi kêu đứng xuống. Đừng làm nhiều nữa, mẹ là đừng có làm hại tới ai là được làm không. Tôi trẻ đáng nhiêu. Chú ông nói làm. Mỗi năm đây có cái huông. Như là cái tục lệ bạn như là cái tradition á là mỗi năm có người chết vậy. Like he said like there's like at least one person die in this river. Then má tụi tôi cứ nhảy thôi. Ủa mẹ. Ê, bullshit. Bullshit quá. Thấy chưa các bạn? Ở đây xem lộn lắm rồi. Sao đang có sông Sài Gòn thì gọi sao được. Mẹ tôi kêu ra chỗ đó kêu đó ra. Nè thấy đang bơi nè. Vô không? Đâu vậy? Mày đi dọc sông Sài Gòn là tụi mày hết tụi tao à. Lên bến Bạch Đằng ơi. Lên bến Bạch Đằng.
đủ má rửa địa chỉ thôi. Ra bến Bạch Đằng qua cái chỗ tao bắt cua cũ á thằng lồm. Mày đem bơi đó luôn hả? Ờ, đem bơi từ đụng ở Vinhome ra đây nè. Đâu đâu có cảnh nào trong bờ không? Mày chỉa tao, tao dễ thấy. Có cái thuyền rồi ba, có Vinhome ba son. Mày cứ ra bến Bạch Đằng đi, mày tao thấy rồi, thấy tao rồi. Giờ mình đang bên chỗ quận 2 bạn, thì mình bơi qua chỗ bến Bạch Đằng này. Cái lồng á, bên Business School nè bạn, thấy không? Đây là tôi nè, địch bạn anh Phan nữa bạn, đẹp trai hàng hoa nhất thiên. Chỗ mà chỗ thứ nhất nè bạn. Tôi là cố vấn tối cao của tổng thống Donald Trump nha các bạn. Đúng rồi nha, tới chi. Chân dâu rộn, tổng thống. Nè, đã nhất quốc sư Hoa Kỳ. Tôi nhất tối cao đồng nhất ngoài Trump và tiên chi vũ trụ. Chân dân 1 2 3 chân dân nha. 1 2 3. Chân dân. Ơi mày nói gì nói đi, thằng vô văn quá. Ơ thằng Việt Cộng vô văn quá, chữ gì đâu mà sao mà chữ lộc chữ tiểu đồ nghĩa là vô văn quá. Nổ má follow những đứa đang động nha các bạn. Ra đi. Nổ má. Nhớ mua áo. Rồi đó xin được 250. Collab, collab, collab. Má collab lớn nhất từ trước giờ không? Bye. Bye. Tao ngủ luôn. Rồi sáng mai đi tới đâu? A few moments later. Mình đang bơi bằng chống dịch. Tôi đang nằm dưới biển thôi. Tôi cứ đạp về sông Sài Gòn vậy. Đủ quá giờ nó bơi trong tôi nó bay lồn. Chỗ mẹ. Bây giờ nó lấy cái dịch bơi. Má không kéo bờ bãi lồn. Cái lồn má. Ê, phải chứ tôi bơi Long Bình không? Phải chứ tôi bơi Long Bình không mà. Là khoa đất à. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ đi review. Review sông Sài Gòn năm sao nha mấy. Hay là mình sẽ review con vịt kênh này năm sao nha. Hello, hello. Hello, má. Up game video của nè. Yo, hello. Let me motherfucking kill this big Vietnamese and bro. Ê mà tí nữa tôi với Long Bình sẽ đi gặp lại mấy chú à. Tụi mấy chú mà kêu mà đứng mà. Đù má, đồng sông này chứ. Kêu tụi mấy chú bọn là mình làm dông quá bà. Cây lân đẹp không? Để tôi tới là Sài Gòn, tới Vitexco nha. Tới bến bến biển. Thanh tra giao thông. Hello. Hai anh. Hai chị. Tụi em mới Bình Dương lên. Bao nhiêu mày? Bao lâu? Tiếng, hai tiếng. Tiếng, hai tiếng. Cảm ơn dưới, tao lên. Hai tiếng mày. Bỏ lên được bao nhiêu view? Chết triệu mấy. Tụ mày. Mày áo phao ra mày lên được. Thả áo phao ra mày lên được anh lồn. Ê con vịt, con vịt, con vịt. Ê kinh nỉ. Trộm vô cu. Kéo lên. Mày kéo phao ra. Ông tạm mấy chú kia nói tụi con làm được nên tụi con phải làm cho mấy chú đó coi. Đợi xíu lấy hai lon nước cho chú. Hết rồi, được rồi. Con chị mua rồi. Con mua cũng được. Mua rồi, mua rồi. Thôi hả? Cảm ơn anh. Ê, giờ ăn canh này tính sao? Đem theo cái gì sao? Đem theo tặng qua đây. Để bia thôi thêm. Thôi sao? Em sao mà thôi thêm qua. Mà không cho tắm. Quen cái tên kênh này.
Mày biết cái gì không? Quý vị có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời cho quý vị.